Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có ký gửi bên em một miếng đất khá là đẹp nha anh chị, nằm ở đường huyện 33. Mặt tiền nó là 130m, sâu vô là 48m nha anh chị. Trước cái màn hình mình á, mình di chuyển thẳng một đường này là 1km nữa sẽ đụng tới chợ Dòng Dứa, ra quốc lộc A. Mình về phải đó, về hướng Cần Thơ, Cai Lậy, Long Định nha anh chị. Còn mình quẹo trái á, là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho, là di chuyển khoảng 4km là tới. Còn di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 75 cây số nha anh chị. Ở đây đó mình di chuyển ra chợ rất là gần ha, chỉ có 1km thôi đó, đường xá rất là thuận tiện cho anh chị ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị, em quay qua miếng đất, quay trực tiếp cho anh chị xem. Miếng đất mình là mặt tiền đường nhựa, huyện 33 là 130m nha anh chị. Đây là miếng đất của mình đây. Trước cái mảnh đất thì có một cái kinh tiêu là khoảng 5m nha anh chị. Đất mình là khá đẹp ha, đất mình bằng phẳng nha anh chị. Chiều sâu đó là 48m nha. Đây, vị trí rất là đẹp. Mặt tiền khá là rộng ha, thích hợp cho mấy anh chị quý đầu tư để mua đây để mình làm kho xưởng nha. Mở công ty cũng được, tại tổng diện tích miếng đất này đó lên 6.500m2 là anh chị. Mặt tiền khá rộng, ở chiều sâu nó cũng có, nó là 48m nha. Còn có hướng này nè anh chị, em di chuyển qua hướng này đó là đi về hướng Tâm Hiệp, Tân Phước, Long Định. Đó, mình di chuyển khoảng 300m là về phải, về hướng ấp 2, ấp 3, Tam Hiệp. Còn đi thẳng luôn là lên cái đường dẫn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận anh chị, thì là khoảng 2km là tới rồi, rất là gần nha. Nếu mà cô chú anh chị nào ở Sài Gòn á, mình di chuyển về tới đất mình á, thì trong năm nay là xong được cao tốc á, mình đi xuống đường này rất là gần và rất thuận tiện, chỉ có 2km là tới đất mình rồi. Mặt tiền anh chị thấy khá là đẹp, khá là rộng ha. Hiện tại thì trước cái đường nhựa mình á anh chị thì có đèn đường nè, cáp, wifi đầy đủ cho mình nha. Có một cái kinh tiêu trước cái đất mình thì anh chị cũng thấy rồi đó, thì mình làm mở xí nghiệp công ty cái gì đó thì mình làm cống thoát nước cũng rất là thuận tiện cho mình. Đây thì em quay qua miếng đất nè anh chị. Cái này thì anh chị làm cái xưởng kho gì đó, mình bắt cái cầu qua anh chị. Cái sông này là khoảng là 5m thôi, cũng rất là nhỏ thôi chứ không có to nha. Một miếng đất rất là tuyệt vời anh chị, rất là rộng. Đất mình cũng tương đối bằng phẳng anh chị. Vị trí đây là ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ cái vị trí đất mình di chuyển ra chợ Dòng Dứa, ra quốc lộ A chỉ có là 1km là tới rồi, rất là thuận tiện cho anh chị nha. Mặt tiền khá là dài anh chị, đi nãy giờ mỗi chân thôi mà chưa hết mặt tiền anh chị. Đường xá rất là thuận tiện ha. Đường thì trước đất mình là được cái đường nhựa này là khoảng 6m đó chị. Đường này là kêu bằng đường huyện 33. Còn đi thẳng một đường này là về hướng đường dẫn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là khoảng 2km là tới rồi. Ở đây có một cái cầu nè chị. Đó, chút nữa em đi di chuyển vô đất rồi quay cho chị xem ha. Đây là một cái kinh tiêu là khoảng 5m nha anh chị. Đó, mình làm xí nghiệp kho xưởng thì mình là có cái kinh á, trước cái đất mình á, mình rất là thuận tiện để mình làm cống thoát nước này kia cũng rất là dễ cho anh chị nha. Cái ganh cuối cùng mình đó là cái dừa đó chị, nó quay xa xa cho anh chị xem ha. Đó là cái ban mặt bằng bằng thẳng á, là cái dừa đó là cái ranh giới cuối cùng á, có cái hàng rào anh chị. Đây một miếng đất khá là tuyệt vời. Xung quanh em quay tổng quát cho anh chị xem nè. Còn cái đường này là đi vô là 4m anh chị, là chuẩn bị đổ đan nè. Là cái đường này vô cũng đường đi chung nha anh chị, là qua đây đất mình luôn nha. Đây đất mình đây, không gian khá là rộng anh chị. Đất mình tương đối bằng phẳng anh chị. Nếu mà anh chị ở Sài Gòn á, di chuyển về tới đất mình á, là khoảng là 75 cây số nha anh chị. Còn nếu mà cách ở trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 4km thôi là tới rồi. Cách như là chợ Quốc Lộc A là khoảng 1km.
phía sau có hàng rào nè anh chị, là cái ranh cuối cùng ấy, hàng dừa anh chị, có hàng rào hết rồi ha. Đất mình rất là đẹp anh chị ơi, thích hợp cho quý đầu tư nào về đây đầu tư đất nè, hay là mình làm xưởng kho, rất thích hợp cho anh chị nha. Rồi để em quay tổng quát lại cái quanh cái đất luôn cho anh chị xem. Em xin nhắc lại cái vị trí đất mình đó, ở đây là ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với miếng đất mặt tiền đường huyện 33 đường nhựa là 130m, sâu vô là 48m nha anh chị. Trước cái đất mình đó có một cái kinh tiêu này là khoảng là 5m, thì anh chị làm xưởng làm kho gì đó thì mình bắt cây cầu ra qua nha. Còn cái đường này là hiện tại chuẩn bị là đổ là 4m ha. Cái đường này đường đi chung nha anh chị. Rồi qua đây là đất của mình luôn. Tại trong đây thì có một cái nhà trong đây ở thôi, chứ trong đây không có nhà nhiều nha anh chị. Đây hiện tại em quay quanh đất lại cho anh chị xem nè. Tiền mình là khá là rộng ha. Đất mình là khá là đẹp. Cái này gia chủ ký gửi giá bán là 110 triệu, 1m ngang là giá chốt, không có thương lượng nha anh chị. Cái ranh giới là tới đây, đây có cái bờ nè chị, không có con gào này ha, đây ranh cuối cùng mình ha. Còn đây là kia có một cái nhà thôi, cái đường này vô là đường chuẩn bị đổ ra là 4m thôi, hiện tại thì mới đổ ra có 1m thôi đó, từ cái ranh này nè chị, nó mới đang làm mặt bằng nè, đã qua tới đây là 4m đó, rất là rộng nha chị. Vị trí đây là rất là đẹp anh chị. Đây thì thích hợp cho anh chị xây về đây làm xưởng kho, rất là thích hợp cho anh chị nha. Đây, không quay lại tổng quát cho anh chị xem. Rồi, đến em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị quan tâm cái miếng đất mặt tiền này thì liên hệ bên em để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha, để mình thương lượng cái giấy tờ thôi. Với giá là 110 triệu là giá chốt rồi, không thương lượng nha anh chị. Cái này lên tổng diện tích là 6.500 m². Cái hướng đất mình đó là hướng Tây nha anh chị. Anh chị nào hợp hướng Tây đó, đây là vị trí thích hợp cho anh chị nha. Rồi bất sản đất đây xin chào và hẹn lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.